Chứ 20 tháng 4 2018 rồi đấy. Hôm nay bác ở Thạch Bích, ở gần Thạch Bích, ra về ký bức tranh quê xưa. Bức tranh này đang làm dở dang, vẫn chưa kịp làm khung. Dự kiến khoảng 1 đến 2 tuần nữa là hàng sẽ xong xuôi về phần mộc. Đây là bức tranh quê xưa. Thưa quý vị, ở lúc này trong gà là không còn bức nào, chỉ còn một bức của bác ở gần Thạch Bích nhé. Bác ở thôn gì ấy nhỉ? Thôn Huyền Kỳ à? À, Huyền Kỳ. Từ Thạch Bích lên là mấy cây bác nhỉ? 2 cây. 2 cây nữa. Vâng. Tại vì Thạch Bích nó có cái cô tiên hay cô gì ấy. Đâm ra mọi người đi qua đấy hay nhớ cái địa điểm đấy. Từ Thạch Bích lên 2 cây thì có chữ. Hôm em mới nhìn vào cái bộ tranh bác viết chữ Huyền Kỳ, em bảo không biết là cách nào. Xong rồi sao em nhớ ra em nhìn chữ Thạch Bích đằng trước. Đấy. Bác vào nước đi.